Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum mọi người nhé. Em ở 68 Hàm Nghi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Nay like cho mọi người, nay lên cho mọi người ít cái mật ong hoa cà phê này. Thì rất là nhiều người hỏi em có mật ong rẻ không, hoa cà phê đồ này nọ đấy. Thì đây thì hôm nay em có cái mật hoa cà phê rồi anh chị em nhé. Mật ong là mật ong xịn 100% nhé, nhưng mà nó là mật ong nuôi. Mật ong nuôi nhé, mật ong nuôi cho ăn hoa cà phê anh chị nhé, hoa cà phê ở chỗ em nhé. Đó thì đặc trưng của vùng Tây Nguyên em là cà phê và cao su. Thì nó có hai loại mật dạng đặc trưng là mật cao su và mật cà phê. Mật cao su thì nó sẽ đắng anh chị em nhé, mật cao su thì nó đắng, còn mật cà phê thì nó sẽ không có đắng và nó cũng có tính chất là ngọt thanh thanh. Nó cũng dạng là nó so là khoảng 6 với 10 so với mật ong rừng anh chị em nhé. À, ngoài cái mật ong hoa cà phê này thì em vẫn bán mật ong rừng bình thường anh chị em nhé. Rồi thì đây là cái mật ong hoa cà phê đây bên em đây. Tí nữa em sẽ dán, chắc còn phải dán tem mác nữa anh chị em ạ. Đấy, dán tem mác nữa, in em sẽ in số điện thoại và ấy em dán vào đây anh chị em nhé. Rồi thì đây là cái mật ong hoa cà phê. Đó, mật ong hoa cà phê này, mật bên em đó là nó cực kỳ đặc luôn, và mật xịn thì nó sẽ có ga này anh chị em. Đấy, mà xin nó sẽ có ga này, để trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày tự động nó sẽ hết cái ga này đi anh em nhá, hết cái ga này đi. Đấy, mật xịn thì nó sẽ luôn luôn nó có ga. Còn nếu mật ong mà nấu bằng đường thì sẽ nó không có cái ga này nhá. Đó, đây một chai này là 1 lít anh em nhá, chai này 1 lít này. Thì cái đặc thù của cái mật ong này á, nó rất là vàng như thế này anh em nhá. Đấy, vàng mà nó đặc hơn so với mật ong rừng nhá. Đấy, nó đặc hơn so với mật ong rừng và cũng còn rất là thơm anh em nhá, và nó cũng rất là thơm nhá. Đấy, thì cái mật này thì dành cho anh chị em nấu nướng ấy, làm bánh đồ này nọ thì tất cả mọi thứ đấy anh chị em làm được hết. Hoặc là ngâm mật ong chanh mật ong rồi ngậm ho đồ này nọ thì tất cả mọi thứ đều ok. Mật này trên thị trường người ta đang bán 200 đến 250, có số bán đến 300.000. Mật ong hoa cà phê quảng cáo là mật ong hoa cà phê đó, bán đến 300.000 luôn. Nhưng mà không nhá, bên em bán một chai như thế này là 130.000 chưa bao gồm phí ship. Và ví ship đồng giá của bên em là 30.000 một chai. Đấy, có 30.000 một chai, chẳng hạn như anh chị em mua hai chai này cũng vẫn là 30.000 nhá. Đấy, hai chai này cũng vẫn là 30.000 nhá. Còn mua một chai thì là 30.000, còn nó sẽ tăng theo cái tỷ lệ của anh chị em mua thêm nhá. Bởi vì hai chai này thì nó chỉ có một chai này nó là 1.4 này. Đấy, một chai mật ong như thế này nó là 1.3, 1.4 gì đó. Đó, tùy được độ đặc của nó mật ong nhá. Nó dao động từ 1.3 đến 1.4. Đó. Giá bên em niêm yết là 130.000 một chai nhá. Giá bên em niêm yết là 130.000 một chai nhá. Đấy, 130.000 một chai mật ong hoa cà phê. Lưu ý đây là mật ong hoa cà phê giúp em nhá. Đấy, mật ong hoa cà phê chứ không phải mật ong rừng nhá. Mật ong rừng thì nó là 600.000 một lít. Đấy, còn đây là mật ong hoa cà phê thì nó 130.000 một lít, nó cũng vẫn rất là tốt nha anh chị em nhá. Nhiều shop em là bán 130.000 thôi, còn những cái shop khác là bán 200 mấy 10 chục nghìn là một chai là chuyện bình thường. Họ bán 200.000 cho chị anh chị em. Họ bán 200, 250 cho anh chị em, mà họ bao ship cho anh chị em thì nó thua cả của em luôn. Bởi vì cái ship nó có 30.000 thôi, 200 thì anh chị em mua cái chai này ship có 30.000 nó vẫn có lời hơn cái của họ bán. À, rồi thì gọi là bao ship cho sang thôi. Rồi em bán là 130.000 một lít nhá. 130.000 một lít nhá. Đây chị hàng này. Hàng này thì lúc nào cũng có sẵn anh chị em nhá, lúc nào cũng có sẵn. Thì đây là mới về đây là 200 lít thôi. Còn ngày mai đó, ngày mai ngày mốt thì cứ hết đâu em lại về tiếp, hết đâu về tiếp thì hàng có sẵn rất là nhiều mà. Rồi, giá là 130.000 một lít thôi anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em sẽ để phần tiêu đề video nhé. Đấy, hoặc là ở trên video này em cũng để số điện thoại luôn, anh chị em cứ liên hệ vào đây nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em, nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ ạ.